Xin chào quý anh chị đến với kênh mua bán xe cũ. Hôm nay Dương Minh Auto có địa chỉ tại 712 Nguyễn Văn Cừ, Long Biên, Hà Nội vừa về một chiếc Hyundai Tucson bản 2.0 xăng đặc biệt. Xe được sản xuất vào năm 2018, mang tên tư nhân. Xe có trang bị ngoại thất màu trắng, nội thất màu be. Sau đây em sẽ quay qua tổng thể của chiếc xe cho quý anh chị xem. Ở bên ngoài thì anh chị có thể thấy là xe có trang bị đèn bi cũng như là đèn led định vị ban ngày. Đó, anh chị có thể thấy chiếc xe Tucson này có một form dáng rất là trẻ trung mà lại đẹp đấy anh chị ạ. Xe còn có trang bị cả rửa đèn pha anh chị nhé. Chiếc xe ngoại thất màu trắng, nội thất màu be. La răng của chiếc xe, la răng rất là đẹp anh chị ạ. La răng 18 inch anh chị ơi. Đây em sẽ quay qua tổng thể bên ngoài cho quý anh chị xem chiếc xe Tucson 2.0 đặc biệt được sản xuất vào năm 2018. Đây là phần đuôi xe anh chị nhé. Xe có trang bị lipo thể thao anh chị ạ. Tiến vào phần cốp xe thì xe có trang bị cốp điện anh chị nhé. Một chiếc xe crossover. Đây chị ơi, đây chính là cốp của chiếc xe Tucson, rất là rộng rãi. Với nhu cầu của gia đình sử dụng thì vô cùng thoải mái anh chị ạ. Chúng ta về quê đi chơi, đi du lịch để đồ thoải mái. Xe có trang bị cốp điện anh chị nhé, rất là tiện lợi. Đây chính là phần đuôi xe, la răng của chiếc xe. Sau đây em sẽ tiến vào phần nội thất của chiếc xe. Ở phần ghế sau, anh chị thấy đây, đây là táp ly cánh cửa, đây là các keo chỉ cánh cửa anh chị, nguyên zin 100%. Anh chị có thể qua trực tiếp tại địa chỉ 712 Nguyễn Văn Cừ, Long Biên, Hà Nội để xem xe, chạy thử cũng như là thương lượng về giá cả anh chị nhé. Xe thì được chủ nhân lắp thêm thảm trải sàn đấy chị ạ. Chiếc xe nội thất màu be. Anh chị có thể thấy ghế đây, ghế da nguyên bản theo xe rất là đẹp, căng, không có bị rách, bị nhăn nhó gì anh chị nhé. Xe có trang bị cả cửa gió hàng ghế sau anh chị ạ, cửa gió hàng ghế sau. Tiến lên phần ghế lái. Anh chị, đây chính là cánh cửa phần ghế lái. Tất cả các keo chỉ nguyên zin 100% anh nhé. Xe có trang bị gương kính chỉnh điện anh chị. Ghế lái và ghế phụ bên trước chỉnh điện. Xe có cả trang bị cả cân bằng điện tử. Ngoài ra thì xe còn có cả trang bị cả cruise control cũng như là các phím rảnh tay trên vô lăng. Xe có trang bị cả đèn nổ start stop, điều hòa auto, 2 vùng độc lập cũng như là màn hình DVD kết hợp với camera lùi. Xe còn có cả trang bị cả phanh tay điện tử, auto hold, hỗ trợ đổ đèo cũng như là các chế độ lái anh chị nhé. Một điểm ăn tiền của Tucson đó chính là cửa sổ trời toàn cảnh panorama. Anh chị thấy này, khi chúng ta mở cửa sổ trời này ra thì chúng ta có một cảm giác là chiếc xe rất là rộng và thoáng, rất là đẹp anh chị ạ. Anh chị có thể nhìn kỹ ghế da đấy ạ, ghế da bên phụ rất là đẹp anh chị nhé. Chủ xe rất là giữ gìn đây ạ, ghế da. Và anh chị có nhu cầu thì hãy liên hệ theo số điện thoại em đang ghi trên màn hình, hoặc dùng số điện thoại đó để kết bạn Zalo để bên em có thể gửi full hình ảnh cũng như là giải đáp mọi thắc mắc của quý anh chị về chiếc xe Hyundai Tucson bản 2.0 đặc biệt này anh chị nhé. Sau đây em sẽ mở phần động cơ để giới thiệu cho quý anh chị. Động cơ 2.0 máy xăng của Hyundai. Bên em bán xe thì là luôn cam kết là xe không đâm đụng, không ngập nước, máy số nguyên bản, hồ sơ pháp lý chuẩn chỉ. đây anh chị thấy cabo, tất cả keo chỉ đinh tán còn nguyên zin hết anh chị nhé. Tất cả các ốc chân máy cũng như là nắp dàn cò còn nguyên hết anh chị ạ. Anh chị có thể bấm dừng lại để xem kỹ hơn anh chị nhé. Chiếc xe Hyundai Tucson bản 2.0 đặc biệt. Em xin giới thiệu lại chiếc xe Hyundai Tucson bản 2.0 đặc biệt. Xe được sản xuất vào năm 2018, đang được Dương Minh Auto trả bán với mức giá là 775 triệu, còn thương lượng cho quý anh chị khi thiện chí qua xem xe trực tiếp tại cửa hàng. Em cảm ơn quý anh chị đã theo dõi video và hẹn gặp lại quý anh chị ở những video tiếp theo của Dương Minh Auto.